Xin chào mọi người nha, lại là mình Heo Tắm Nắng Shop đây. Hôm nay mình sẽ tổng hợp một clip gói siêu tốc nhiều đơn hàng ngẫu nhiên từ hàng trăm đơn của mình. Giờ cùng mình bắt đầu nhé. Đơn hàng của bạn Minh Hà tổng cộng 30k đã tính cả ship nhé. Bạn ấy đặt 10 tấm sticker màu tím, một tấm nhiều chi tiết đã cắt viền sẵn nha mọi người. Xinh lắm, về chỉ việc lột ra dán thôi, không có tấm nào trùng nhau hết và không thấm nước nha. Tiếp theo là quà đi kèm. Đấy, sticker tròn 4 miếng bằng một tấm cute to. Cuối cùng mình vẫn thêm một lớp ni lông ở ngoài để chống thấm nước nhé. Đơn hàng của Thảo Nguyên tổng cộng 99k đã tính cả ship. Bạn đặt một cuộn thank you 500 miếng dán 6 mẫu và một cuộn 8 mẫu. Sẽ lặp đi lặp lại hết cái cuộn 500 đấy nhá, dùng mãi không hết đâu mọi người. Còn này là cột tóc scrunchie tặng kèm. Tiếp tục thêm một lớp bao ni lông nữa để chống nước nhá. Bao giờ cũng có một lớp này hết, mọi người nếu thấy cái hộp không là phải nghi ngờ đấy. Đơn hàng của bạn Thu Trang 50k đã tính cả ship. Bạn ấy đặt 20 tấm sticker khác nhau, ngẫu nhiên do shop bốc nhá. Với lại 5 tấm sticker vintage, cổ điển đấy, hoa lá cỏ cây chim chóc bướm đấy. Còn đây là quà đi kèm nhá. Những hình dán tròn thank you với lại một hình cute to. Cuối cùng thêm một lớp bao ni lông để chống mưa. Đơn hàng của Ái Nhi tổng cộng 160k đã tính cả ship. Bạn ấy đặt 3 cuộn thank you 500 hình dán tròn, mỗi cuộn là 8 mẫu các bạn nhá. Hàng này hơi bị đẹp đó. Cái này thì mọi người thấy là bóp lại ấy, thì nó vẫn bóp tròn lại được nhá, không ảnh hưởng gì sticker hết. Các bạn yên tâm nhá, mình bóp để bỏ vừa đủ hộp thôi. Còn đây là cột tóc quà tặng kèm tai thỏ, scrunchie tai thỏ nhá. Cuối cùng vẫn là thêm một lớp bao ni lông để chống thấm nước. Đây là đơn hàng của bạn Mini nha. Bạn ấy đặt 50 tấm sticker không thấm nước khác nhau, ngẫu nhiên do shop lựa, đủ các màu cho bạn luôn nhá. Cắt viền sẵn hết rồi, về mọi người chỉ việc lột ra dán thôi. Hàng cực kỳ chất lượng, cực kỳ đẹp. Mọi người cứ yên tâm nhá. Cái này là quà đi kèm nhá, 4 tấm cute to với lại 8 hình dán tròn thank you tặng cho bạn. Đặt cũng nhiều đó nên mình bỏ vào hộp cho bạn nhá. Mọi người nhớ là mình không có quay đơn ảo nha các bạn. Mấy cái bạn mà cứ bảo quay cho em một đơn ảo ảo đó mình không quay. Đây là thêm một lớp bao ni lông để chống thấm nước nhá. Đơn hàng của bạn Như Anh tổng cộng 65k đã tính cả ship nhá. Bạn ấy đặt 5 tấm sticker khác nhau này, do shop bốc ngẫu nhiên cho bạn nhá. Còn đây là quà tặng kèm một cột tóc gấu pu. Shop không có nhận quay clip các bạn nhá. Mình những cái clip này ấy là mình tổng hợp từ hàng trăm đơn, mình lấy đại vài đơn để mình quay thôi. Còn này là một cuộn thank you 500 miếng dán tròn 8 mẫu. Cuối cùng là bỏ thêm vào bao ni lông để chống thấm nước nhá. Đơn hàng của Cam Đất tổng cộng 20k đã tính cả ship nhá. Đặt 5 tấm sticker màu đỏ không thấm nước khác nhau này. Những cái này là shop bốc hết mọi người nha. Mọi người chỉ lựa phân khúc thôi. Còn đây là 5 tấm cute to bạn ấy đặt này, cũng khác nhau luôn, shop đảm bảo bốc không trùng cho mọi người nhá. Còn đây là quà đi kèm nha. Tại vì bạn ấy mua cũng ít ấy nên là quà nó cũng sẽ ít đi một tí. 6 cái miếng dán tròn thank you đó. Cuối cùng là bọc thêm một lớp ni lông ở ngoài chống thấm nước nhá. Đơn hàng của Như Ý tổng cộng 23k đã đính cả ship nhá. Bạn ấy đặt 5 tấm sticker màu đỏ không thấm nước, ngẫu nhiên do shop bốc nhá. Với lại 2 tấm sticker VIP. Cái loại này VIP là bởi vì nó xịn hơn những loại kia các bạn, hãng lớn. Còn đây là quà đi kèm nhá. Thêm một lớp bao ni lông ngoài để chống thấm nước nữa. Đơn hàng của bạn Thảo Ly tính cả ship là 25k. Bạn mua một set 25 tấm cute to, không trùng nhau các bạn nhé. Những tấm này đều khác nhau hết và kích thước rất là to. Về mọi người bôi keo vào dán nha. Tàn 7-8cm không đó. Còn đây là quà đi kèm nhé. Cuối cùng là thêm một lớp bao ni lông ở ngoài để chống thấm nước.
Đây là đơn hàng của bạn Tú Anh, tổng cộng 45k cả ship, 5 tấm sticker gấu thỏ không thấm nước, 5 tấm sticker màu tím không thấm nước. Xinh lắm mọi người nhé. Rất đẹp. 5 tấm sticker xanh lá cây không thấm nước. Còn đây là quà đĩa kèm nhé. Một tấm cute to với lại mấy cái hình tròn sticker thank you đó. Cuối cùng là thêm một lớp không thấm nước nữa. Đơn hàng của bạn Thu Thiểu Năng tổng cộng 20k đã tính cả ship nhé. 5 tấm cute to, cái này về bôi keo dán nha mọi người. Tiếp theo là 5 tấm sticker gấu thỏ đã cắt viền sẵn hết rồi, không thấm nước, về chỉ việc lột ra dán thôi. Mình có cho thêm một ít quà nữa các bạn nha. Đoạn này quên này, xong bây giờ bỏ thêm này. Đấy. Cuối cùng là vẫn thêm một lớp ni lông nữa để chống thấm nước. Đơn hàng tiếp theo là của Bảo Ngọc nhé. Tổng cốt trị giá 110k, đã tính cả ship rồi đấy. Bạn ấy đặt là 2 cuộn thank you tròn đây này. Một cuộn 6 mẫu, một cuộn 8 mẫu. Còn đây là quà đi kèm nhé. Một cuộn tóc gấu với lại 2 miếng cute to. Mặc dù mình đã bỏ hộp nhưng mà mình vẫn sẽ thêm một cái bao ni lông ở bên ngoài để chống mưa nữa các bạn nhé. Thứ nhất là mình cũng không thích dùng băng keo lắm. Thứ hai á, là có thêm cái ba lớp bao này nó an toàn hơn. Bao giờ cũng sẽ có một lớp ni lông ở ngoài cùng để chống mưa nha. Các bạn cứ yên tâm. Đơn hàng đầu tiên trị giá 20, cách đặt 10 tấm sticker khác nhau. Mấy cái tấm này đều không thấm nước và mình bốc đều màu, đều mẫu cho các bạn nhé. Nhưng mà bạn có ghi chú là đừng có lấy màu vàng nên mọi người không thấy màu vàng ở trong đây nha. Tiếp theo là quà đĩa kèm 6 cái hình sticker tròn với lại một cái hình cute to tặng kèm nhé. Cuối cùng là mình sẽ bọc thêm một lớp ni lông để chống mưa nữa các bạn ạ. Hàng này mình sẽ không bỏ hộp bởi vì nó không có cái gì cồng cành dễ vỡ hay gì hết. Nó dẹp lép à? Đơn hàng của bạn Thu Yên tổng 160k đã tính cả ship nhé. Bạn ấy đặt 3 cuộn thank you, 500 miếng dáng tròn một cuộn. Có 2 cuộn 6 mẫu, một cuộn 8 mẫu. Tức là sẽ có 6 hoặc là 8 mẫu lặp đi lặp lại hết. Hết cái cuộn 500 đấy. Cái này mình bóp lại nó không việc gì các bạn nhé. Vẫn hồi lại hình dạng như cũ được. Không ảnh hưởng gì đến sticker, mọi người yên tâm. Quà tặng kèm là cột tóc scrunchie hình con vịt. Bọc thêm một lớp ni lông nữa để tránh mưa nha các bạn. Đơn hàng của Phúc Khánh tổng cộng 25k đã tính cả ship. Bạn ấy đặt 5 tấm sticker đặc biệt. Mình bóc từ hộp đặc biệt ra nhé. Màu và mẫu đẹp hơn những cái loại bình thường nhiều nha. Với lại 10 tấm cute to nữa này. Lần này sẽ không có quà bởi vì lần trước mình gửi cho bạn ấy bị dư đồ ấy. Cho nên là này mình không gửi quà nữa. Bọc thêm một lớp bao ni lông ở ngoài để chống thấm nước nữa nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé. Cả nhà kích vào giỏ hàng màu vàng ở góc trái clip hoặc là hình giỏ hàng dưới tiểu sử để mua hàng ủng hộ cho shop nhé. Bye bye mọi người.